Các bạn muốn ngắm hoa giấy khi trời mưa thì cứ ngồi trong nhà ngắm hoa qua video mình quay nhá. Còn việc quay video ngoài trời mưa để mình làm phục vụ các bạn. Cái bông giấy nó vươn ra đẹp quá. Xin mời các bạn ngắm hoa giấy trời mưa nhá. Xem những cánh hoa nó thế nào. Hoa giấy rồi trời mưa thì này, cánh hoa dính nước mưa vào thì nó có bị dập hoặc là bị dính vào nhau hoặc là bị rủ xuống không? Hay nó vẫn tươi rói rói nhá. Rồi các bạn. Ở nhà chống dịch cho nên là không đi đâu được thì chỉ có vài cái video xung quanh cái cây hoa giấy ở ban công này gọi là ngắm chơi chơi thôi các bạn ạ. Đó, là ngắm sương sương. Đấy nha. Hoa giấy ở thành phố. Tím Huế và sắc pháo đều bung hoa cả. Đây là tím Huế. Đấy.
Kinh Huế không biết là đã ra hoa lần thứ mấy rồi các bạn. Đấy. Kinh Huế gặp trời mưa nhá. Các bạn muốn ngắm hoa giấy khi trời mưa thì cứ ngồi trong nhà ngắm hoa qua video mình quay nhá. Còn việc quay video ngoài trời mưa để mình làm phục vụ các bạn. Và đến lúc hết mưa trời lại đẹp nhé các bạn nhé. Hết mưa cái lại được ngắm hoa giấy trong thời tiết tiết trời tuyệt vời luôn, quá đẹp luôn. Các bạn xem video của mình nhớ bấm kênh, đăng ký kênh của mình ủng hộ mình nhá, mình xin cảm ơn rất nhiều. Chúc mọi người cuối tuần có một ngày mát trời thật là tuyệt vời.